Bản điệu bossa nova. Điệu bossa nova. Chậm đi con. Một ô thôi, ngắt ra, bao là chậm thôi. Nhớ cái snare nó mạnh lên chứ. Thiếu đếm, còn phải đếm hết từ đầu đến cuối. Bây giờ cái số 4 á, ô số 4 thì con thay cái kick bằng cái snare. Đấy ha. Đấy là số 4 nó cũng ngắt ra giống nãy ha. Đó, đi rồi. Nhớ tay hay hết nhẹ thôi. Tay một. Thank you.
cuối cùng nó nhẹ nữa con. Một và hai, nó chậm nhiều thôi. Ba, rồi bảy. Rồi, lần nữa.
phải, ông số 4 này. Nó đánh nhanh chậm lại nó chậm mới được. 4 và chậm nữa chưa được. 4 và 4 con số 4 cuối cùng là snare. Snare chứ không phải kick. Đang đánh ô số 4. Lấy ô số 4 con. Cao lên chút. Cái cổ tay con cao lên xong con cong xuống. Hả? Nhẹ là đúng rồi, lần nữa con. Ô 4. 4 3 2 3 4. 4 là không có gì hết, chỉ có hai hét thôi. Con nhìn thấy không? Nhìn thấy ô 4 không? Ừ, ô 4 này biết rồi, ô 4 lần nữa đi.